39.000 đồng một sản phẩm được quyền. Trước Lập đã có quay ở đây rồi vào buổi chiều. Hôm nay Lập sẽ quay vào buổi sáng đó quý vị. Ở bên tay trái của chúng ta đó là khu dân cư thương mại của chợ Bắc Sơn mới đó quý vị. Mời quý vị cùng Lâm đi vào chợ Bắc Sơn nha. Đây là bên trái nè quý vị, bên trái có một cái nhà gửi xe và bên phải đều có một cái nhà gửi xe. Chợ Bắc Sơn là một trong những cái chợ mà đông nhất ở đây đó quý vị. Đông hơn tương đương với chợ Gạch Sỏi. Và đông hơn nhiều so với trung tâm thương mại Gạch Giá quý vị. Mình bán được không? Chợ ai cũng ế vậy nè. Vậy nữa hả? Vậy là buổi sáng thấy đông đúc vậy mà quản lại ế hả cô? Dạ. Dễ lắm. Ủa cô giờ muốn, bây giờ cô lô này cô muốn bao nhiêu? Nó 2 triệu. 2 triệu. Rồi có thế gì thêm không? Hay là cái đó là tiền ấy thôi? Tiền bảo vệ một chút tỉnh thôi chứ không có gì. À. May quá. Sắp Noel tới mà. Ế lắm. Này ai cũng không có nhiều anh. Mà cô vậy mà bán rồi cuối cùng là đủ sống không? Nếu mà cũng sống được, tạm được thôi. Tạm được thôi chứ cũng không dư hả cô? Dạ. Con quay vòng vòng tiếp ha cô. Tại bữa bữa hôm con có quay buổi sáng á. Buổi chiều giờ quay buổi sáng. Cũ nhớ con không? Mỗi một ngày mình góp là 12.000. Dạ. Mình đóng thấy có chi gì đó 12.000 chứ còn cái thế ấy hồi đó mình mua cái gì đó thì mua không biết. Còn cái này thì mình cứ đóng hàng ngày rồi bán được không cũ? Hả? Bán được không thì cũng sống được, ngày cũng kiếm vài chục ngàn, mấy chục trăm đồ gì đó rồi sống qua ngày được. Dạ. Con đi quay tiếp. Xài đã.
này là ở nhãn, này là nhãn của ở đâu vậy? Nhãn của gì Cần Thơ. À, nói nhãn ở đâu, nói nhãn Cần Thơ à. Nhãn Mỹ đó. Dạ, ám cầu nhãn đó. Nhãn Mỹ. Ủa quay gì vậy? Lên đài ạ? À? À, em quay up lên mạng á. Ờ, lên mạng rồi, có mà không có lên, mới mở lên mạng này mèo. Chạy cá ở dưới đó. Cái cô phải quay cho cái cô bự cái chịu nghe nổi lên nè, trong mạng mới mở. Dạ. Quay cái này cái. Hổm thấy anh quay rồi. Hả? Hổm em thấy anh quay rồi. Ừ. Ông bữa hổm là quay buổi chiều. Không có đẹp. Rồi. Bữa nay xin mày lại buổi sáng. Quay buổi sáng mày kỹ hơn. Cái máy sờ. Cái này nó đông vui. Buổi sáng đông vui. Dạ. Cô bán được không? Ở trong, ở phía trong này bán chắc ít hơn ở ngoài kia hả cô? Nếu ngoài kia người ta chạy dễ mua hơn ha. Ở ngoài thì bán đắt hơn rồi, trong này bán đâu có nhiều. Nhưng mà cái lô của mình với cái lô ở ngoài nó chênh lệch giá nhiều không cô? Ở ngoài thì công ty thủy sản ở phía ngoài, còn ở trong này về lô mình đóng hàng tháng. Nó khác. Rồi con cảm ơn cô. Còn nhiều. Đây là đoạn ở ngoài nè quý vị. Ở bên tay trái của chúng ta đó. Con quay lại này cô. Quá không?
là tới mấy giờ vậy chị? Hả? Buổi sáng đông nhất là tới mấy giờ? Giờ này nè, từ 9 giờ cho đi là đông. Khu này bán phải nhộn nhịp hơn. Hả? Khu này bán nhộn nhịp hơn, chứ con đi mấy chợ khác bèo hơn. Con đi luôn ý. Tại ở đây toàn là người đẹp không mà cưng ơi. Là đây bật lên em đi. Quay chị. Quay chị. Quay chị. Quay chị. Quay chị. Quay cô bán thịt nữa các bạn. Chợ này là đông nhất đó cô ơi. Chợ đông nhất là quay bóp luôn. Quá đẹp luôn.
Là đường vô ở bên phía bên tay phải đi vô nè quý vị. Dạ. Ở đó có một bãi giữ xe nữa, chợ Bắc Sơn, riêng chợ Bắc Sơn là tới hai bãi giữ xe luôn quý vị, một cái ở bên tay phải và một cái ở bên tay trái.
là anh sẽ đi vào phía trong cái khu bán quần áo quý vị. Đây là phía trong thì tiền lô sạp nó thấp hơn nhưng mà bán thì cũng chậm hơn ở ngoài quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi lên phía trên nhà lòng chợ ở đầu tiên đó quý vị. Đây là ở phía ở trên mặt bằng trên nè. Dạ. Này up YouTube coi. Hỏi coi trên hỏi là mặt bằng trong này bán được không? Cũng được. Được, nhưng mà bán đâu có đồng không? Không, khách lai gai mối gì đó. À, khách mối là mối mang cái gì? À. Khi bán được, không được thì được thì bán nhiều lắm. Còn khi không được thì cũng tối ngày cũng có tiền vậy. Nhầm bữa vậy đó, cắt mối luôn. Cảm ơn cô. Chợ này cô bán ế quá. Cảm ơn cô cái nha. À. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi. Dạ. Chị Ngôn bán đồ lót được không đó? Đồ hải ngoại đẹp đẹp không ạ? À? Dạ. Đồ đẹp. Rồi, con cảm ơn cô. Chưa có treo đồ, treo nữa con. À. Đồng đồng thì trở lại quay phơi qua lên đẹp đẹp chương trình cô. Dạ. Đẹp. Rồi, cảm ơn cô. Được ha cô ha. Dạ không, up YouTube vào chị ơi. Wow. Đi làm yên xong gà ta. Cô này bán được không cô? Không biết của ai bán nữa. À vậy đó hả? Đây là đi mua. À cô đi mua hả? Ừ. Dạ. Cô có thường đi chợ này không cô? Không, ít đi, lâu lâu mới đi rồi. À dạ. Dân Vĩnh Long mới xuống nơi. Ủa cô ở Vĩnh Long hả? Ở huyện nào cô hả? Ở phường 1. À phường 1 thành phố Vĩnh Long. Dạ. Này đi khảo sát hay gì vậy? Dạ không, con quay con up con chưa có quay chợ Vĩnh Long lần nào. Đây là khu quần áo không à quý vị. À, của cô xong rồi nè. Xong rồi đó hả cô? Xong đó, mấy mẫu mới nè, đồ đẹp không? Ồ, cái này mấy chị thích lắm.
Để con về con nói vợ con lại lựa. Theo bển vậy mất rồi. Rồi, con cảm ơn cô nha. Đây đi. Đây là cô bán thịt nè quý vị. Chị cái này đóng thuế tháng giờ là đóng nhiêu chị? Tháng 700 nước bên kia. Trời hơn 20.000.
đây bán được không? Bán cũng ra ra chứ mà lo mần không chứ có gì đâu. Làm gì? Quê phiên hay làm gì? Dạ. Quê phiên chi? Quê phiên gửi cho cô bác ở xa coi với con. Có già này bằng cá phải không? Dạ. Có già bằng cá được không phải không? Ủa con cá đó là cá gì mà nó bự quá hả con? Cá góp bọc. Cá góp. Ủa cá đó ký là nhiều hả con ăn? Cá góp mần ra cho người ta sạch sẽ vậy cho con mới chịu. Không bằng ai đâu có mua. Dạ. Rồi cảm ơn bà. Dạ. Con thêm con già là con bán được không phải không? Thank you.
đây là khu chợ ở kế lộ cũ, đường vô chợ Bắc Sơn cũ đó quý vị. Cái gì Vinh?
Vậy là khoảng tới mấy giờ mới xong được con? 12 giờ. À 12 giờ là hả? Ừ, dạ. Ở cái chợ này biết hết. Mùa mơi á, người ta thì mà cá bán nhiều lắm. Xúc cá con. Cá con à. Dạ, con cá bán con. Chị, bữa nay bán được không? Đây coi. Giờ là anh chị ở đây. Tới 7 giờ tối rồi bây giờ. Ủa, thường em nhớ 11 giờ là xong rồi mà ta. À, chị bán tới chiều luôn hả? Dạ. Bán cá hỏi có uống cơ cái túi ra gà là biết rồi. Giữ đó không phải hàng đâu nghe anh Sơn. Anh quay quay chị bán cá ra nè, bố không giữ lắm á. Kệ kệ lọc cái đó cho tao quay cái. Văng lên bờ xuống ruộng. Đây là đường đi ra
Nguyễn Nhục Trực luôn đó quý vị. Ở đây là ngã ba, có một ngã tư, một ngã rẽ ra trên đường Nguyễn An Ninh đó quý vị. Còn một ngã thì chạy qua ngay cái đường Âu Cơ thì phải. À, sao đó là đường Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Thank you.
được không? Rồi, cảm ơn anh đi à. Đây là cô lên và có các ghe tàu các bạn. Ở đây có một cái ghe than và dưới đây là một hàng cao su. Chú ơi, mình ở đâu lại lần chú? À, ngã bảy Hậu Giang. Dạ. Bán ở đây lâu chưa chú? Ở đây là bến để mà lên các loại tàu ghe để cập bến để mà mua bán đó quý vị. Ở đây bắt đầu từ rất sớm thì bà con là khoảng từ 4 giờ tới khoảng 11 giờ thì tan chợ buổi sáng rồi đó quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị.